kênh YouTube Bonsai Lan Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa trong mọi miền tổ quốc. Đến với clip buổi tối hôm nay, anh Lợi giao lưu đa dạng mặt hàng với bà con của mình nha. Xin chào anh Lợi. Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lan Nguyên. Tiếp tục hôm nay thì em cũng xin giới thiệu bà con mình một số tác phẩm cũng vừa sưu tầm về nha, gồm có mấy bộ bàn trường kỷ với bà con, bộ bàn đôn gốm, đồ gỗ nha, và một số món đồ phong thủy để giao lưu cho bà con trên mọi miền tổ quốc. Bên em là chuyên sưu tầm cho bà con của mình sỉ lẻ toàn quốc luôn nha. Thì đầu tiên em xin giới thiệu bà con của mình mã số 1S nha, một cái bức tranh tùng hạt Trường Xuân nha bà con. Cái bức này nó đẹp, nó lớn hơn bức vừa rồi vì về chiều ngang nữa nha. Bà con mình xem chất liệu gỗ gõ, ốc là ngả màu vàng chanh theo thời gian. Những cái hàng xưa bà con mình xem nha, bà con mình có thể đánh giá được, mình nhìn những cái chi tiết của nó, mình đánh giá được cái thời gian nha bà con. Bức này nói chung cũng rất là đẹp, tuổi đời cũng khá cao nha. Miếng giữa là liền nguyên khối, với chiều cao này em đo là 60-67. Đây tổng cái chiều dài này nó lên tới là 1m54 lần nha bà con. Miếng này dài nha, dài và to. Chiều dày khung chanh là khoảng 3,5 phân thôi. Còn cái lọt lòng giữa miếng chanh này nó tới 35 lần nha. Tùng hạt Trường Xuân rất là đẹp, hàng làm tích liền lạc. Mặt sau lưng cũng chưa có vệ sinh nha, vẫn còn đóng bụi bặm theo thời gian. Người ta cũng đã là mà gia cố rất là chắc chắn nha bà con, cho bức tranh của mình theo thời gian lâu nó không bị co giật nha. Bức này em giao lưu bà con mình có giá là 8 triệu thôi nha bà con, 8 triệu đồng thôi nha. Những mặt hàng này em sưu tầm được giá mềm, em để bà con mình cái giá rẻ nha bà con và yên tâm. Mã số 2S này là một cái bộ trường kỷ song tiện, chất liệu là gỗ gõ nha. Bộ này cũng khá xưa nha bà con. Cái màu đó thì nó theo thời gian và năm tháng luôn rồi bà con mình xem giùm em. Đơn giản thôi nhưng mà nhìn nó rất là đẳng nha. Giá cả nó cũng rất là mềm luôn bà con mình xem nha. Bàn thì em đo cái chiều cao là khoảng 73, chiều ngang của bàn là khoảng 52 nha. Tổng cái chiều dài bàn này nó khoảng 122 thôi. 122 chạm hoa văn và chi tiết đơn giản thôi nha. Chân là dày 6 phân vuông, hàng thì không hề lỗi lầm nha bà con, chỉ có cái màu theo thời gian và năm tháng nha. Cái này thì chỉ cần mình lau dầu làm bóng lên thôi nha bà con. Hoặc mình có thể làm bọc ni lại thành đồ nó mới luôn, nhưng mà hàng này hàng xưa em để nguyên con luôn. Bà con mình xem gỗ theo thời gian 5 tháng nó lên nước cũng rất là đẹp hả bà con. Bà con mình xem còn cái băng ghế quăng gỗ nó tự nhiên đó. Bà con mình xem băng ghế đây nha. Những cái mắt sông tiện người ta làm nhìn cũng rất là đẹp nha bà con, tất cả đều đục tay hết nha. Băng ghế thì chiều cao em đo nó tầm khoảng là 88 nha, 88 chiều cao đó. Và tổng cái chiều dài cái ghế này á thì nó tầm khoảng là 1m83, còn từ vị trí mặt đất trở lên thì nó khoảng là 46 thôi, nó tầm 47-46 nha. Chiều rộng này ra là 46 nha bà con. Đây chiều dày khung thành này là nó khoảng là 3 phân, hơn 3 phân nha, dày dặn cứng cáp. Hai cái băng ghế thì kích thước đều như nhau hết nha, song tiện rất là đẹp. Hàng thì bà con có mình yên tâm, không hề bị mà lỗi lầm chỗ nào nha, không hề bị bể hay là sửa chữa gãy cái chỗ nào luôn. Nếu chỗ nào không có thì em sẽ báo thông số cho bà con của mình, báo cái ra cho bà con của mình biết, giúp bà con mình yên tâm nha. Đây rất là đẹp nha, đơn giản thôi, trung hòa thôi nha bà con. Nó này người ta chỉ là được chạm hoa văn. Chân thì nó cũng như nhau hết nha. Nếu bà con mình có nhà ý, các bạn Zalo bên em sẽ hỗ trợ chi tiết cho bà con mình xem thêm nha, cũng như là vấn đề là hình ảnh và video, hoặc bà con của mình đến trực tiếp nơi của em, người thật bà con mình xem kỹ càng hơn nha, là khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Bà con mình xem kỹ càng hơn nữa nha, những cái mặt hàng bên em. Thì cái bộ song tiện này em giao lưu với bà con mình với chỉ giá là 28 triệu thôi nha, 28 triệu đồng em bao ship toàn quốc cho bà con mình là từ Bắc chí Nam luôn. Cái giá rất là mềm nha bà con, trên thị trường luôn đó nha hiện nay. Mã số tiếp theo số 3 này là một cái bộ bàn đôn gốm 3 đầu dâu, màu vàng rất là đẹp nha bà con. Chất liệu này là gốm, này là gốm Biên Hòa. Hàng này nói chung cũng hàng cũ rồi chứ không phải hàng cổ, hàng xưa đâu nha. Nó cũng dao động tuổi đời từ 20-30 năm đổ về thôi nha bà con. Nhưng mà hàng thì bao lần tích liền lạc, có màu thôi, màu thì theo thời gian nó hỏa biến thay đổi màu thôi nha. Trên mặt bàn thì có cái bàn cờ cho bà con của mình đam mê, ví dụ cờ tướng nha. Đường kính mặt bàn thì em đo nó tầm khoảng là 77, từ vị trí mặt đất cho lên là khoảng 69 nha bà con. Rất là dày dặn. Đôn thì đường kính đôn là khoảng 32, chiều cao của đôn là 50 nha. Ba cái đầu voi bà con mình xem đây. Hàng thì chuẩn, không hề bị nứt mẻ nha. Không hề nứt mẻ tóc gió luôn. Cái này em lựa cũng rất kỹ càng, vì hàng này người ta xài á, nói chung là người ta xài rất là kỹ, người ta xài trong nhà á,
cho nên hàng nó còn bền bỉ theo thời gian tới bây giờ. Nếu như mình về mình xài sử dụng á, mình để ở ngoài trời cũng vẫn được nha. Hàng này mình để trong mát ngoài trời trong nhà cũng vẫn được luôn. Nó bằng gốm sứ rất là dày dặn, rất là nặng. Bộ này nếu mà em ước tính nó trọng lượng nó trên 100kg luôn nha bà con, không hề nhẹ nha. Đó. Bộ này em giao lưu bà con mình cũng bao ship toàn quốc bà con mình luôn nha. Có giá là 23 triệu. 23 triệu em bao ship bà con của mình là từ Bắc chí Nam luôn nha bà con. Đây rất là đẹp nha. Đó, phí ship này họ ship đi xa cũng rất là cao à. Mã số 4 này là một cái bộ vàng vuông. À, bộ vàng này thì gồm có 4 ghế nha. 4 ghế như một cái bàn. Hoa văn chạm trổ chi tiết rất là đẹp. Đó, nhìn tích chim hoa lịch lãm nha bà con. Đây. Đó, bà con mình xem giùm em nha. 4 ghế rất là rộng. Đó, mình có thể ngồi uống nước trà đàm đạo nha. Chiều cao em đo là khoảng 76 thôi. Đường kính cái mặt vuông này 75, mặt giữa là đá tàu, bà con mình xem nha. Đó, hàng này nói chung cũng đã được vệ sinh sạch sẽ, sáng bóng luôn rồi, mặt ni đó nha bà con. Nói ví dụ là hàng này nói chung cũ, người ta về cũng đã làm như là hàng mới luôn đó, bà con mình xem giùm em. Nó sạch sẽ sáng luôn. Chân bàn này thì nó rơi tầm khoảng là 4 phân vuông. Đó, bà con mình xem nha. Đồn đây, đồn rất là dày và cao luôn. Đôn thì chiều cao là khoảng 52. Đường kính mặt đôn vuông này là khoảng 34 nha. Đó, chạm đục tứ diện nha bà con, chim hoa. Đó. Bộ như thế này nha. 4 ghế và một bàn. Em giao lưu với bà con mình giá chỉ là 22 triệu thôi nha bà con. 22 triệu bao ship tận nhà nha. Nếu bà con mình ở gần các khu vực miền Tây, tất cả những mặt hàng bên em sẵn sàng giảm chi phí ship lại cho bà con của mình chút đỉnh nha. Còn nếu bà con mình ở miền Bắc á, thì bà con của mình cũng thông cảm. Vì những mặt hàng này ship đi xa phí ship rất là cao nha bà con. Nó phải đóng thùng đóng kiện rất là cứng cáp nha. Mã số 5 là một cái bàn bán nguyệt. Bàn bán nguyệt này đặc biệt là cái mặt gỗ nó là bằng gỗ luôn chứ phải bằng đá nha. Nó nên giá trị nó cũng sẽ cao hơn mặt đá. Nhưng mà mày em cũng để bà con mình giá cả bằng mặt gỗ luôn nha. Bàn này cao to lớn nha bà con. Chiều cao cái bàn này lên tới là 84 luôn nha. Chiều dài là khoảng 89. Đó, còn cái chiều ngang rộng này là khoảng 44. Đó, bà con mình xem khẩm ốc rất là đẹp, tơ tóc nha bà con. Đó, khẩm kính luôn nha. Chân này chiều ngang ở trên là hoặc lòng hơn 7 phân. Bà con mình về cây đồ, chân đồ nha. Hoặc mình có thể kết hợp có hai cái ghế nữa. Đó, mình có thể để trong mà những cái phòng của mình ngồi uống nước trà nha. Đó, rất là đẹp nha bà con. Đó, dày dặn cứng cáp bà con mình xem ốc là khỏi chê chỗ nào nha. Cái bàn bán nguyệt này có giá bà con của mình là 12 triệu nha. Bao ship tặng nhà cho bà con của mình. Mã 6 ớt là một cặp đôn gỗ cỏ vuông. Đây, đôn này về cây đồ, chân đồ thì bà con của mình xem rất là đẹp ha. Dễ mình dễ sử dụng nữa nha. Đó. Chiều cao của cái đôn là nó khoảng 80. Đường kính mặt đôn là 30 nha. Bà con mình xem giùm em. Đó, gỗ gõ nha. Đó, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ cho bà con của mình xem hết rồi nha. Đó, một cặp đôn này thì giá cũng rất là hữu nghị thôi, 3 triệu rưỡi một cặp. Đó, mà bao ship cho bà con của mình là tặng nhà luôn. Đó, bà con mình xem. Mã số 7 này á, là một bức tranh. Đây, một cái bức tranh nói về tức cha mẹ nha, cũng như nói về một cái chữ hiếu đó của những một người con nha bà con. Nó những câu đố á. Và câu đối ở bên trên, bên dưới là bà con mình xem nha, những chú hạt chú hồ qua xem. Đặc biệt tranh này là gỗ gõ ốc Singapore màu rất là đẹp luôn. Người ta khẩm nó mịn màng luôn nha bà con. Đó, đây là một cái câu đố nha. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha nha. Nó nói là về một cái chữ hiếu của người con. Đó, bà con mình sưu tầm mình về làm quà cát, mình tặng cho ông bà lớn tuổi của mình rất là ý nghĩa. Bước vừa rồi thì em cũng có giao lưu rồi, vừa rồi cũng có một vị khách hỏi nhưng mà em cũng đã quên, hôm nay em có về được một tấm nha. Nếu mà mình hữu duyên mình gặp lại thì cũng nói chung cũng rất là hay, rất là tốt nha bà con. Đó. Bức này thì chiều cao em đo là khoảng 59 đi, trừ hao đi nha. Còn chiều ngang là 50. Đó, cả 60 50 á. Đây. Cái này thì nói chung cái em chưa gắn cái móc luôn, móc là nó móc cũ nó hư luôn rồi, em bỏ luôn rồi nha. Đó, khi đi em cứ gắn cho bà con của mình cái móc khác lại. Bức này có giá là 3 triệu rưỡi nha bà con, 3 triệu 500 ngàn, bao ship tặng nhà. Mã số 8 này là một cái cháp vuông lục giác nha, tích này là phúc lộc thọ, gỗ gõ khẩm ốc Singapore nha. Đó, bà con mình xem giùm em. Đó, cháp này thì chiều cao thì nó nằm tầm khoảng là 15 đi. Còn đường kính ngang là khoảng là 27 nha. Đó, 27, còn nếu mà em đo cái đường lớn là khoảng 30. Đó, bà con mình xem khẩm tứ diện luôn. Ốc là em bao bà con mình về kiểm tra hàng khỏi chê, ốc không đạt chất lượng hoàn về cho em luôn, không tốn 1.000 phí ship nha. Bà con mình xem giùm em nó y hệt như trên clip luôn nha. Đây cái hoành tổng cái cháp này á, hoành tổng là em đo là nó chê 93 lận,
nó hàng sạch sẽ, làm tích liền lạc, không hề lỗi lầm chỗ nào. Về kiểm tra hàng nếu mà có trục trặc gì cứ liên hệ với bên em, bên em sẽ xử lý bà con của mình hết nha. Cái này giá cho bà con của mình là 4.800.000 nha bà con, 4.800.000 nha, bao ship và bao kiểm tra hàng nha. Lộn giá 3.800.000. Xin lỗi bà con mình là 3.800.000 nha. Đó, vì những mặt hàng em sưu tầm được giá mềm, em để bà con mình giá hữu nghị, bà con mình yên tâm. Mã số 9 này là một cái chắp vuông. Đây, chắp vuông đặc biệt của nó là gỗ chắc toàn bộ được bọc đồng luôn. Chiều cao là khoảng 15, chiều rộng ngang là khoảng 25 nha. Chiều ngang như thế này là 15. Khẩm là ốc bà con mình xem tứ diện. Cũng như là khẩm gỗ xưa là kết hợp với ốc 7 màu xanh lục nha. Và kết hợp với những màu trắng hồng này đều là ngà hết. Đây, những này người ta bọc đồng hết rồi. Gỗ chắc nguyên con nha bà con, nó liền chứ không phải là ghép luôn nha. Cái cháp này về bà con mình kiểm tra hàng không phải gỗ chắc, em tặng bà con mình làm kỷ niệm với em luôn. Em giao lưu bà con của mình cái chiếc gương này có giá là 4.500.000, 4.500.000 đồng nha. Mã số 10 là một cái hộp đựng chè rất là lớn luôn, gỗ gõ liền nguyên khối. Khẩm tích này là trúc lâm thắt hiền. Em về được vài ba cái khách cũng đã giao lưu ủng hộ em nha. Bà con mình xem giùm em, khẩm rất là đẹp. Chiều cao này thì em đo nó khoảng 22, chiều ngang là khoảng 12 thôi. Hoành bụng này lớn này 37 luôn nha, cái này cái đại nha bà con. Nó lớn hơn những cái vừa rồi em giao lưu luôn đó, bà con mình xem giùm em. Cái này thì giá nói chung là 2.600.000 thôi. 2.600.000 thôi nha. Mã số 11 là một cái bộ ấm trà và khay trà gỗ gõ thẩm ốc Singapore. Hàng này là hàng chuẩn cũ nha. Nói chung mình 3-40 năm mình gọi là hàng cũ được rồi chứ không phải hàng xưa đâu nha bà con. Xưa là từ 7-80 năm. Còn hàng trăm năm trở lên mới gọi là hàng cổ. Đấy bà con mình xem giùm em nha, 3-40 năm là hàng cũ thôi. Bộ ấm trà lên nó men gạn rất là đẹp. Đấy, ấm thì có chiều dài này em đo là khoảng 19, chiều cao của ấm là khoảng 14 nha. Ly thì đường kính ly nó lên tới 6 phân là ly thì được bọc đồng hết luôn. Hàng men gạn vẽ tay 100%. Ấm thì bà con của mình xem nha, mình chỉ cần về vệ sinh sạch sẽ có thể mình sử dụng được. Hàng này là hàng cũ bắt chàng đời đầu của bà con mình xem nha. Khay trà là khay trà gỗ gõ, hàng có sai em báo bà con mình về trước yên tâm. Chiều dài khay trà 36, chiều ngang khay trà này là khoảng 21, cao 11 thôi. Ốc khẩm bà con mình xem đây không chê chỗ nào nha. Nguyên một bộ như thế này em giao lưu bà con mình giá là chỉ 3.200.000 thôi nha, 3.200.000 đồng, bao ship và bao kiểm tra hàng dùm em. Mã số 12 là một cái bộ, đây là một bộ cuốn thư, bộ cuốn thư nha bà con. Rất là đẹp, bên dưới là hai câu đối nha, bầu bí á bà con. Ở trên người ta chạm là con chim phượng rất đẹp. Ba chữ này là phúc lộc thọ nha bà con. Đấy, phúc lộc thọ là nói chung là bà con của mình nhà ai cũng phải có phúc, có lộc, có thọ hết nha. Còn đặc hai câu đối là tổ tâm công đức thiên niên thịnh nha bà con, tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Đặc biệt nghĩa, cái bộ châm này là liền nguyên khối nha, nguyên khối hết nha bà con. Không hề ghép luôn. Chiều dài tổng em đo của bì thì nó lên tận khoảng là 109 đi. Chiều cao lên thế này là nó tầm là 43. Chiều dày khung tranh nó rơi tầm khoảng gần 3 phân luôn nha. Chim phượng rất là đẹp. Đây, mặt bên sau đây liền nguyên khối, không hề ghép chỗ nào. Bà con mình về kiểm tra hàng thấy dấu hiệu có ghép cứ hoàn giờ cho em nha. Hàng có sai báo trước bà con mình về y trên clip, không cần yên tâm. Và hai câu đối bầu bí với nhau nè. Chiều cao này em đo là khoảng là 88, chiều rộng lớn nhất nó tầm khoảng là 24, cũng là hai miếng liền khối luôn. Không hề lỗi lầm bộ này. Con mình xem giùm em rất là đẹp nha. Đấy, em còn một bộ này cho bà con của mình, chất liệu gỗ nha. Bộ này có giá cho bà con mình là 5.800.000 thôi, 5.800.000 nha, mã số 12 hết. Và cũng là cuối clip hôm nay, Bonsai Đa Nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà con của mình đã xem kênh, ủng hộ kênh nha. Em cũng xin mến chào và hẹn bà con vào những clip kế tiếp. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha.